Đầu tiên mình sẽ xay và một chút nữa. Đầu tiên mình sẽ sử dụng chức năng là phá đá. Phá đá là tức là khi chúng ta các vật dụng cứng hoặc viên đá to cứng để cho giảm thiểu cái thời gian xay, làm chúng ta phá ra xay nhanh hơn và giảm cho cái áp lực của cái lưới dao nó sẽ không bị mòn. Sau đó chúng ta sẽ ấn sử dụng chức năng là sau khi xay xong chúng ta nước bao tạm dừng lại, chúng ta đã được một thành phẩm rau củ quả.